Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách để chèn câu hỏi vào trong video khi đang trình chiếu PowerPoint. Việc tạo ra tính tương tác cho bài thuyết trình bằng cách này sẽ duy trì được sự tập trung chú ý và hứng thú của người nghe, khiến người nghe cần tập trung theo dõi video để trả lời câu hỏi và tương tác với người trình bày. Bởi vì ở bất kỳ thời điểm nào bạn muốn Video có thể được tạm dừng và câu hỏi sẽ hiện lên tự động để bạn trao đổi, hỏi đáp nhanh với người nghe bằng các câu hỏi trắc nghiệm hay là câu hỏi mở, hoặc chỉ đơn giản là tạm dừng video để hiện lên các hộp chữ thông tin, mở rộng chú thích vân vân. Mọi thao tác sẽ diễn ra tự động trên cùng một slide như bạn cài đặt trước, chứ bạn sẽ không phải loay hoay tua video tới lui hay là chuyển qua slide khác. Giờ chúng ta sẽ mở PowerPoint lên để thử thực hành với một ví dụ. Trang video mà bạn muốn sử dụng vào. Bạn có thể để kích cỡ video full màn hình. Như vậy thì các hộp chữ và câu hỏi sẽ xuất hiện ngay trong video. Hoặc là thu nhỏ kích cỡ video lại, thêm hình nền, trang trí khung viền, chưa khoảng trống cho các câu hỏi xuất hiện. Trước hết ta sẽ thiết lập cài đặt video trước. Click chọn video, bạn có thể vào video format, để chỉnh ánh sáng, màu sắc, hình dạng, đường viền của video nếu cần. Hay ở thẻ playback cắt xén các đoạn thừa của video. Rồi giờ điều chúng ta cần làm đó là dùng tính năng add bookmark để đánh dấu các thời điểm cần đặt câu hỏi. Bạn có thể bấm play để xem lại trước. Đến thời điểm nào muốn video tạm dừng để tương tác thì chọn add bookmark. Lúc này bạn sẽ thấy trên dòng thời gian của video xuất hiện một hình tròn màu vàng, chính là điểm đánh dấu bút mặt đầu tiên. Nếu đánh dấu nhầm thì có thể xóa đi làm lại. Nếu muốn chèn nhiều câu hỏi tiếp theo trong video nữa thì tiếp tục nghe và add bút mặt để đánh dấu các điểm dừng kế tiếp. Nhưng giờ ta sẽ thực hiện trước việc chèn câu hỏi xuất hiện cho điểm dừng đầu tiên nhé. Bạn sẽ tạo câu hỏi bằng Insert Text Box hay là Insert Shape. Nếu muốn tạo câu hỏi tự luận thì chỉ như thế này thôi. Còn muốn tạo câu hỏi trắc nghiệm thì thêm các shape mới. Ghi nội dung các lựa chọn, thay đổi màu sắc, trang trí hợp chữ. Trước hết lời khuyên cho các bạn là để cho việc thiết kế hiệu ứng được dễ dàng, ít nhầm lẫn hơn về sau thì bây giờ bạn hãy nhấn giữ Alt F10 để mở bảng Selection Band lên. Nếu không gõ được phím tắt này thì chọn ở Arrange Mở Selection Band. Đây là danh sách tên gọi của tất cả đối tượng đang có trên slide. Với những tên gọi và số đếm như thế này thì bạn sẽ rất dễ bị nhầm lẫn khi làm hiệu ứng ở các bước tiếp theo, đặc biệt là nếu bạn cần chen nhiều câu hỏi vào video. Vậy nên hãy click chọn các đối tượng, click vào tên tương ứng của nó trong Selection Pen và gõ lại tên khác theo cách đặt của bạn cho dễ phân biệt nha. Chuẩn bị câu hỏi xong, giờ bạn sẽ tạo hiệu ứng, bật Animation Pen lên tô vùng để chọn tất cả. Add Animation, chọn một hiệu ứng xuất hiện bất kỳ. Các hiệu ứng màu xanh lá này sẽ diễn ra lúc nào, tức là làm sao để các hộp chữ tự xuất hiện khi video đang phát. Bạn sẽ chọn vào Trigger và chỉ định cho tất cả hiệu ứng xuất hiện này diễn ra ở thời điểm của bút mặt 1 đã đánh dấu. Tuy nhiên nhớ lưu ý là khi câu hỏi xuất hiện thì video đang phát, phải tự động được tạm dừng trước đã phải không? Thế thì click chọn video Add Animation và chọn thêm hiệu ứng tạm dừng lại. Hiệu ứng tạm dừng lại này phải thực hiện ngay khi câu hỏi xuất hiện. Vậy nên bạn sẽ kéo di chuyển nó đến vị trí đầu tiên trong bộ trigger của bút mặt 1 ngay trước các hiệu ứng xuất hiện của câu hỏi. Sau khi câu hỏi xuất hiện và chúng ta đã tương tác hỏi đáp với người nghe xong, thì có thể tạo hiệu ứng xác định đáp án nào là đúng ví dụ đây là đáp án đúng bạn sẽ add animation chọn một hiệu ứng màu vàng hiệu ứng nhấn mạnh cho đáp án đúng hiệu ứng này sẽ diễn ra khi nào bạn sẽ chọn vào trigger và chỉ định cho hiệu ứng này diễn ra khi on click off khi bấm vào chính nó luôn tức là đáp án a như vậy có nghĩa là lúc nào muốn công bố cho người nghe biết đáp án đúng bạn chỉ cần bấm vào chính đáp án đó là được. Ngoài ra, nếu bạn cũng muốn tạo hiệu ứng cho các đáp án sai, thì làm tương tự. Thêm hiệu ứng nhấn mạnh phù hợp, rồi gắn trigger là on click off và chọn chính nó. Để sinh động hơn, bạn có thể chọn hiệu ứng âm thanh báo hiệu khi chọn đáp án đúng hay sai bằng cách click chuột phải vào hiệu ứng nhấn mạnh, chọn Effect Option. Ở mục sau, chọn một âm thanh phù hợp có sẵn, hay là chọn All the sounds để tải lên file âm thanh hiệu ứng mà bạn sưu tầm được. Công bố đáp án xong, nếu muốn người xem tập trung xem tiếp video thì các hộp chữ này cần biến mất trên màn hình. Vậy thì bạn cũng tô để chọn tất cả. Add Animation, chọn một hiệu ứng màu đỏ, hiệu ứng biến mất. Chúng ta nên cài đặt cho các hộp chữ biến mất bằng cách nào đây? Ở Trigger, on click up, bạn có thể chỉ định cho tất cả biến mất khi bấm vào hộp chữ của câu hỏi số 1 chẳng hạn. Nếu bạn muốn sau khi câu hỏi biến mất hết thì video tự động được phát tiếp để xem luôn, thì click chọn video tạo thêm một hiệu ứng tạm dừng, kéo nó đến chỗ trigger cuối sau khi các hiệu ứng biến mất diễn ra. Click chuột phải chọn Start After Reviews. Vì sao muốn video tự động phát tiếp mà mình lại chọn hiệu ứng tạm dừng? Đó là vì video lúc này đang được tạm dừng sẵn rồi, nên đặt như vậy thì nó sẽ được tự phát tiếp. Còn nếu bạn chọn hiệu ứng play thì nó sẽ phát lại video từ đầu đó. Vậy là chúng ta đã cài đặt xong câu hỏi cho điểm tạm dừng bút mặt đầu tiên của video. Giờ bấm F5 trình chiếu để xem thử nhé. Video tự phát đến đây đã tự dừng lại và câu hỏi xuất hiện. Khán giả trả lời câu hỏi rồi thì bạn công bố đáp án đúng hay sai xong ta sẽ cho biến mất tất cả hộp chữ bằng cách click vào câu hỏi để tiếp tục xem video với cách thức tương tự như vậy nếu muốn tạo thêm nhiều câu hỏi hay chú thích nữa trong khi video đang phát bạn có thể tiếp tục tạo các hộp chữ mới ví dụ mình để tạm ở vị trí này cho dễ nhìn nhớ mở selection pen lên để đặt lại tên cho các đối tượng vừa tạo cho dễ phân biệt rồi giờ bạn có thể làm lại hết lần lượt tất cả các bước như vừa nãy hoặc thực hiện như thế này để rút gọn cho nhanh chóng hơn. Chọn lần lượt hộp chữ đã có, bấm phím tắt Ctrl Shift C để sao chép định dạng. Click chọn các hộp chữ mới, rồi nhấn phím tắt Ctrl Shift V để dán. Chỉ phần định dạng được sao chép mà thôi, còn nội dung chữ thì vẫn giữ nguyên. Tiếp tục bạn lại tạo lần lượt hệ thống các animation theo từng bước mình đã hướng dẫn, hoặc là click chọn từng hộp chữ đã có sẵn, bấm phím tắt Alt Shift C để sao chép tất cả animation của hộp chữ đó, rồi click chọn vào hộp chữ mới để được dán lại các animation. Sao chép lần lượt như vậy cho từng đối tượng, xong giờ có thể là bạn chỉ cần kiểm tra và điều chỉnh thêm chút xíu. Các hiệu ứng màu xanh, hiệu ứng xuất hiện thì trigger sẽ là on bookmark off, thời điểm đánh dấu thứ hai trên video, bookmark 2 nhớ tạo hiệu ứng tạm dừng video và chèn vào ngay trước các hiệu ứng xuất hiện này. Các hiệu ứng màu vàng, hiệu ứng nhấn mạnh của đáp án thì bạn cũng nhớ điều chỉnh lại tùy theo đáp án nào là đúng trong câu này nhé. Còn hiệu ứng màu đỏ thì trigger sẽ là on click off, câu hỏi số 2. Thêm hiệu ứng tạm dừng ở cuối để video tự động phát tiếp. Như vậy là bạn đã tạo xong câu hỏi thứ hai. Di chuyển nó vào vị trí phù hợp và bấm xem thử. Trả lời xong câu hỏi 1 thì xem tiếp video. Rồi video lại tự tạm dừng để tương tác với câu hỏi 2. Tiếp tục bạn muốn thêm bao nhiêu câu hỏi nữa thì cứ đánh dấu bút mặt trên video rồi thực hiện câu hỏi như hướng dẫn nhé. Như bạn thấy, việc sử dụng kỹ thuật này sẽ giúp bạn vừa tạo sự tương tác cho bài trình bày, vừa duy trì mức độ chú ý của cả tập thể. Ngoài ra, nếu nhu cầu của bạn là muốn đánh giá mức độ chú ý, mức độ hiểu nội dung hay ý kiến của riêng từng cá nhân, mỗi người đã xem video như thế nào, bao nhiêu phần trăm thời lượng video, thì hãy tham khảo thêm công cụ tương tác trực tuyến Adposal mà mình đã từng hướng dẫn. Nhúng câu hỏi tương tác vào video với nhiều tính năng mở rộng và thú vị khác nhé. Chúc các bạn thành công, xin chào và hẹn gặp lại.